ngày 30 tháng 5, cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, có nội dung tố giác ông Huỳnh Uy Dũng, còn gọi là Dũng Lò Voi, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn đến Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, người có đơn biết. Ông Tuấn cho rằng ông Dũng là người có vai trò cầm đầu tổ chức cùng thực hiện hành vi có dấu hiệu đồng phạm giúp sức về vật chất tinh thần với bà Hằng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Ông Tuấn cũng cho rằng ba trợ lý hỗ trợ giúp bà Hằng đã bị khởi tố và ông Dũng có dấu hiệu đồng phạm. Ngày 30 tháng 5, trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe khách khiến một người chết và bốn người bị thương. Vụ tai nạn khiến giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ liền. Trước đó vào lúc 13h35 phút ngày 30 tháng 5, xe khách giường nằm lưu thông theo hướng Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng đến km 61+456 tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan va chạm trực diện xe 16 chỗ đang di chuyển theo hướng ngược lại. Tai nạn khiến một người chết và bốn người bị thương. Xe 16 chỗ là xe hợp đồng, chở đoàn rước dâu đang trên đường từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế thì gặp nạn. Chiều ngày 30 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cứu sống nạn nhân Ngô Xuân Quân, 27 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Đà Lạt. Trước đó, anh Quân đi làm phụ hồ không may bị hai thanh sắt lớn đâm xuyên vào người. Khi xảy ra sự việc, những người xung quanh đã cắt phần sắt dài, chừa lại hai đoạn dài 50cm và 30cm, rồi đưa nạn nhân tới bệnh viện. Nạn nhân được xác định có vết thủng phổi, thủng cơ hoành, đồng thời gan cũng bị thủng. Đến chiều ngày 30 tháng 5, Quân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên hiện vẫn được theo dõi chặt chẽ để xử lý các tổn thương nội tạng có khả năng biến chứng. Chiều ngày 30 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Lao, huyện Đắc Miêu, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hai bà cháu đuối nước thương tâm. Nạn nhân là bà N, 60 tuổi và cháu K, 5 tuổi, trú tại thôn Đắc Thọ, xã Đắc Lao. Trước đó, sáng cùng ngày, bà N vào rẫy cà phê ở thôn Đắc Thọ để làm việc, đồng thời dẫn theo cháu K và B, 7 tuổi. Trong lúc chơi đùa, không may cháu K trượt ngã xuống ao. Phát hiện vụ việc, bà N nhảy xuống ao để cứu, còn cháu B chạy về tìm người dân đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân đến nơi thì hai bà cháu đã bị đuối nước. Ngày 30 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Bá Thước, Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Ngân, 44 tuổi, trú thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, trưa ngày 16 tháng 2, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Bá Thước thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 217, phát hiện L là con dâu của Ngân, không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe để xử lý theo quy định. Nhận điện thoại của con dâu, Ngân đã đến giải cứu, xin tổ công tác không lập biên bản. Vì không được chấp nhận nên bị cáo này đã có hành vi dùng tay tát vào mặt, chửi bới, xúc phạm một đồng chí trong tổ công tác, ngoài ra còn cắn vào tay một đồng chí khác. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngân, tổng hình phạt là 20 tháng tù giam. Ngày 30 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, gọi tắt CNS, cùng 9 đồng phạm, về cùng tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, với phần luận tội và đề nghị mức án. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết, bị cáo Chu Tiến Dũng là tổng giám đốc CNS tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra thất thoát hơn 17,3 tỷ đồng từ quỹ khen thưởng tại CNS. Bị cáo Chu Tiến Dũng là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Hoành Hoa, cựu chủ tịch hội đồng thành viên CNS, trong việc thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng khi thoái vốn của CNS tại công ty cổ phần TIE. Vì thế, bị cáo Chu Tiến Dũng là chủ mưu xuyên suốt toàn bộ vụ án. Hành vi của bị cáo Chu Tiến Dũng gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 22 tỷ đồng. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chu Tiến Dũng 7-8 năm tù,
Nguyễn Hoành Hoa 3-4 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh, cựu phó tổng giám đốc CNS 3-4 năm tù, Đỗ Văn Ngà 6-7 năm tù, Vũ Lê Tùng, cựu phó tổng giám đốc CNS 18-24 tháng tù, cho hưởng án treo. Huỳnh Tấn Tư, cựu phó tổng giám đốc CNS 15-18 tháng tù, cho hưởng án treo. Ngày 30 tháng 5, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra clip nhóm thanh niên nổ nhiều phát súng ở khu dân cư trên địa bàn. Qua xác minh, sự việc trên xảy ra ở con hẻm đường Trần Văn Dào, ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 19 tháng 4. Người dân địa phương cho biết, thời điểm trên có nhiều thanh niên cầm hung khí đi trên xe máy tới khu vực. Sau đó, nhóm này dừng xe tiến lại cổng con hẻm rồi rút súng nổ nhiều phát. Sợ đạn lạc, người dân trốn vào nhà. Công an có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, thu giữ hơn 10 vỏ đạn. Người dân địa phương chia sẻ, sau khi vụ việc không lâu, những người trong nhóm này tiếp tục quay lại đe dọa, thách thức người dân trong hẻm.